Mỗi người sẽ có một cái suy nghĩ khác nhau, một cái góc nhìn khác nhau, nhưng mà thực sự em không phải là em sợ nói về sex, chẳng qua là em không nghĩ về nó nhiều như là các bạn kia. Chắc tại vì mình cũng không thiếu lắm. Vậy thì cái người thiếu nhất là anh Tùng Beta. Nói vậy thôi, ai biết chúng ai thì chúng. Cảm ơn Durex đã đồng hành cùng Vietcetera trong hành trình cởi mở và khám phá bản thân. Hãy bấm theo dõi và mua hàng chính hãng tại Shopee Mall. Sử dụng code dưới đây để được giảm 15%. Ngoài ra, Durex Jeans cho cuộc yêu vô lo với chất lượng bạn luôn tin tưởng từ Durex. Chào mừng các bé đã quay trở lại với chương trình. Ủa, xin lỗi, lộn chương trình. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với Cởi Mở, một podcast về sex và tính dục. Mình là chú Hưu Cao Cổ Kỳ Nam và xin cảm ơn nhà tài trợ, người bạn đồng hành, thương hiệu số 1 thế giới về bao cao su Durex đã đồng hành cùng Cởi Mở. Còn mình là Minion hố, mới vừa hố quay đầu lại. Hi, xin chào mọi người, mình là Trang và chủ đề ngày hôm nay của tụi mình nói nó sẽ cũng sẽ hơi hài hước một tí xíu. Đó chính là sex joke thì tình dục giỡn nên hay không. Để mà nói về tếu thì chắc chắn luôn là tụi mình sẽ có một vị khách mời hứa bao tếu với mọi người luôn hen. Alo, alo, ok. Ai gọi đó? Tại đau lưng quá. Ngồi mỏi quá mọi người. Xin chào mọi người. Em là Uy Lê. Em là một diễn viên hài độc thoại, một thành viên của cộng đồng LGBT mới gần đây thôi. Cũng lâu lắm rồi. mới gần đây thôi nhưng cũng lâu lắm rồi ạ. Dạ đúng rồi. Mới gần đây thôi thì mình mới gọi là bước qua cái hành trình mà mình come out đó mọi người. Mình bước ra thế giới, mình show cho mọi người cái crack của mình. thì đến cái câu chuyện này thì em rất là vui em được có mặt ở podcast ngày hôm nay để mà chia sẻ, và thật sự là cũng muốn mọi người có một cái nhìn cởi mở hơn, đúng không, về những cái vấn đề tình dục mà chúng ta cứ nói đi nói lại mỗi ngày với nhau nhưng mà không bao giờ dám nói thật với những người mình quan tâm, nói thật với lại người tình, đặc biệt là có những khoảnh khắc mà chúng ta không nói ra và tới lúc mà nói ra rồi thì chúng ta sẽ bị tắc nắng à. Nam muốn hỏi là bởi vì cái một trong số những cái gì quan trọng nhất của Durex năm nay là cái hành trình mà mỗi người tìm được cái true self, rồi cái là cái hiểu bản thân mình, xong rồi cái true expression là hiểu cách thể hiện mình ra, và cuối cùng là tìm đến được cái chuyện là vượt sướng, đó là true pleasure. Vậy thì Uy Lê có thể giới thiệu bản thân mình lại bằng một cái màu sắc cực kỳ true và cái hành trình mình tìm ra được chuyện đó nó như thế nào không? Ok, hành trình true self của em nghe rất kỳ, tại vì em sẽ dùng một cái từ này em hay nói với bạn em mà nó rất kỳ, đó là em là BD của BD. Wow. Tức là sao mọi người có tưởng tượng á, mọi người có tưởng tượng á là có một cái bên như nào, một bên gọi là trai thẳng đi ha, và một bên gọi là trai cong đi ha. Thì hồi xưa em đây nè, em ở đây nè, tức là em không đủ thẳng để thẳng mà cũng không đủ cong để cong, hiểu không, tưởng tượng được không? Hồi xưa á, mà em đi học á, em đi học trong trường á là có hai phe đó, tại vì em học trường một trường về nghệ thuật. Đó thì sẽ có hai phe rất rõ ràng, một là các anh rất nghệ sĩ và rất dơ và nói chung là thẳng đó, và các bạn rất là sạch và bóng bẩy và rất là thời trang. Thì em là cái đứa ở giữa. Tại vì em không thể nào nói chuyện với các anh về đá bóng, và em cũng không thể nói chuyện bóng với các bạn quá nhiều. Cho nên mình lăng tăng lắm mà mình không biết như thế nào. Thì cái true self của mình nó kỳ, đúng không? Yeah. Và đến một thời điểm em mới nhận ra là ủa, bây giờ cuộc đời nó muôn màu muôn vẻ, mỗi người đều có một cái nét riêng, thì tại sao mình lại không chọn cái true self đó? Thì lúc đó thì em mới express. Em mới express là thì tôi là một người LGBT, đúng, nhưng mà không có nghĩa là tôi phải đi theo những cái quy chuẩn hay suy nghĩ của các bạn về một người LGBT thì như nó phải nào. Như thế này. Hoặc là ngay cả khi bạn nói là ở sao mày làm này nó thẳng quá vậy, thì ý là tôi là vậy. Tôi là vậy thôi. Ok. Đúng không? Thì lúc đó là em mới thấy là hình như cũng khá quan trọng trong cái việc thể hiện với mọi người, tại vì em nhận ra em không có một mình. Đúng không? Đúng rồi. Em nhận ra là em không có một mình, có những bạn cũng giống em, cũng không phải là một người, ví dụ như là không nhất thiết là cứ LGBT thì thích trang điểm. Hoặc là không nhất thiết là cứ chạy thẳng hay thích đá banh, nhiều khi là thích chơi một bộ môn khác, hoặc là thậm chí thích chơi đàn thì cũng không thể nào là gọi là BD. Đó. Thì đến lúc đó thì em thấy thoải mái. Và khi mà em đã thấy thoải mái, em mà thấy được có những cái người bạn đồng hành giống mình, thì lúc đó thì mình vui.
Pleasure. Pleasure. Yeah. Đúng branding của mình, ok, xuất sắc. On point. Vậy là cái hành trình của Eli nó nhiều hơn là cho chúng ta thấy là nó không nằm ở cái định nghĩa là cứ là LGBT thì phải như thế này, thẳng thì phải như thế kia. Quan trọng thì bạn nó là bạn thôi và cuối cùng là bạn xem coi là bạn thích cái gì. Đúng không ạ? Đúng. Wow, rất là hay. Nhưng mà Eli, em mất bao nhiêu lâu để có thể nhận ra, tức là trong một cái hành trình đã dài bao nhiêu năm để mà cuối cùng có thể đúc kết ra được rằng là à, tôi là trong LGBT nhưng mà tôi là LGBT theo cái cách của tôi á. Ok, thì nãy em nói đó rất sớm và rất trễ. Rất sớm á thì bản thân mình thì thế nào mình chẳng biết đúng không? Yeah, 5 tuổi. Nhưng mà cái ở 5 tuổi luôn hả? Ghê vậy. 5 tuổi anh cặp chưa? Thôi. Nhưng mà cái thứ mà mọi người nói với mình, những người xung quanh, những cái định kiến xã hội sẽ làm cho mình kiểu là hình như cái mình tin nó có đúng không ta, hay là mình đang bị cái vấn đề gì đấy, hay là mình đang thực sự mình chưa hiểu. Thì em mất một thời gian rất nhiều để hiểu bản thân và tìm hiểu đủ kiến thức. Ví dụ như là về việc là bản dạng giới là gì, xu hướng tính dục là gì, những cái thứ mà bây giờ chúng ta vẫn còn, rất nhiều bạn bây giờ vẫn còn hỏi em là ủa thì tại sao có một bạn chuyển giới từ nam qua nữ nhưng mà rốt cuộc vẫn quen nữ. Đó. Thì chúng ta đều chưa phân biệt được những thứ như là bản dạng giới và xu hướng tính dục. Thì sau đó thì từ cái kiến thức đó xong thì em mới thấy là mình đang là một người rất bình thường trong một cái cấu trúc xã hội rất bình thường, những thứ đó nó có tồn tại. Thì em mới kiểu là tại sao mình không thể hiện ra. Đến cái lúc mà em đi diễn hài độc thoại á, đi diễn hài độc thoại mọi người có một cái chữ rất quan trọng là phải sống thật, tại vì mọi người không có được đóng vai ai đó, không có được đóng vai nhân vật nào á, mà mình chỉ được làm mình thôi. Thì lúc đó em đi nói với các bạn là ui, mấy bạn muốn diễn hay, mình kiểu cũng là thầy giáo, kiểu đi mấy bạn muốn diễn hay các bạn phải sống thật. Xong thấy hình như mình hơi xạo. Mình nói người ta thật xong mình xạo, vậy sao mình sống được. Đúng không? Thì đó là lúc em cảm thấy là bây giờ mình phải express cái phần này của mình ra. Cái con người này của mình ra. Dĩ nhiên là lúc đó mình bảo là mình chả xấu hổ gì, nhưng mà tại sao mình giống? Tại vì mình cảm thấy chưa có clear được, tức là chưa rõ đúng ràng rồi, được với chính mình để rồi. Mà mình cảm thấy thì tự tin khi nói ra, đúng không? Cho nên rốt cuộc cái hành trình đó thì coi như cũng 20 mấy năm. Wow. Em nghĩ vậy, em nghĩ cũng cũng khá lâu. Nhưng mà đó, thì đối với một người mà tìm hiểu khá lâu như thế, nhưng mà cũng may mắn là có được những cái người bạn bè và những cái nguồn kiến thức phù hợp, thì em mới nghĩ là có thể có những bạn thiếu may mắn hơn mình đấy. Thì em muốn ở một cái vai trò, có thể trong một cái tầm ảnh hưởng rất nhỏ của mình thôi, chia sẻ được cái chuyện đó với bao nhiêu người thì chia sẻ. Tại vì em nghĩ là cái đó nó cần thiết. So good. Sẵn ở đây mới nói với Uy Lê một chuyện là lần đầu tiên em biết đến Uy Lê là nhiều năm trước. Thì khi đó là đối với Nam thì hài độc thoại nó không phải là một cái loại hình nghệ thuật có thể làm ở Việt Nam. Bởi vì Nam tiếp xúc nó là bằng tiếng Anh. Của các cái vị comics nói tiếng Anh, thì Nam thấy là nó chỉ diễn ra được trong cái nguồn tiếng Anh thôi. Thì hôm đó có Facebook suggest một cái clip là một cái bạn ốm nhơ ốm nhách để mắc kiến. Hồi xưa. Bây giờ vẫn ốm mà. Cúm núm con cho một cái sân khấu tối. Xong rồi ngồi bắt đầu diễn hài. Nhưng mà lần đầu tiên được thấy một chàng trai người Việt Nam diễn hài độc thoại, lúc đó vẫn còn là tiếng Anh, nhưng mà nói những cái vấn đề về gay. Bắt đầu lấy cái sự hài hước ra, rồi xong rồi lấy những cái câu chuyện mà một cái người đồng tính sẽ trải qua từ nhỏ đến lớn để diễn, lấy rất là làm đề tài. Thì ngay lập tức Nam cảm thấy bạn này thú vị và bấm nút follow. Thì Nam tin là cái sự mà bắt đầu Nam, nếu như Y Lê nói về một cái đề tài khác thì chưa chắc là Nam sẽ muốn follow Y Lê vào thời điểm đấy. Bởi vì một ngày mình coi rất nhiều, nhưng mà tự nhiên sáng lên một nhân vật lần đầu tiên bước lên sân khấu và nói về những cái chuyện mà mình cũng trải qua, nhưng mà một cái cách tiếp cận rất là hài hước và thú vị. Chắc là cũng nhờ thuật toán Facebook nó đem lại. Thuật toán đem những con bóng lại gần với nhau. Ok. Thì hôm nay mới được nghe Y Lê nói là cái sự gọi là sống thật với chính mình nó giúp rất nhiều cho diễn viên hài độc thoại. Bởi vì rõ ràng là khi mà mình làm hài độc thoại, mình không được là một diễn viên hóa thân là người trốn khác, đi đâu được. Trốn đâu được hết. Chỉ có thể khai thác câu chuyện của chính mình, xuất hiện với câu chuyện của chính mình. Vậy thì bản thân của Uy Lê là ngày trước là đã làm về cái hành trình của mình, đúng không? Hồi mà bán tiếng Anh. Về hành trình trong LGBT là gay. Ok. Vậy thì bây giờ đến khi mà làm chung với lại Sài Gòn Tếu thì các bạn còn sử dụng những cái tức là sử dụng tình dục là một cái chủ đề nữa hay không?
Em nghĩ cái này đó là lựa chọn của mỗi người. Dĩ nhiên là có những diễn viên, ví dụ như thật ra em không nói về sex quá nhiều. Nhưng mà ví dụ như chị biết Phương Nam rồi, hay là anh, hay là anh Tùng BT đó, biển thái đó, thì mỗi người sẽ có một cái suy nghĩ khác nhau, một cái góc nhìn khác nhau. Nhưng mà thực sự em không phải là em sợ nói về sex, chẳng qua là em không nghĩ về nó nhiều như là các bạn kia. Chắc tại vì mình cũng không thiếu lắm. Vậy thì cái người thiếu nhất là anh Tùng Beta. Nói vậy thôi, ai biết chúng ai thì chúng. Nhưng mà lúc đó thì kiểu như là em nghĩ là cái đó nó nên là một cái chuyện rất bình thường để chúng ta chia sẻ với nhau, đúng không? Nó nên là chúng ta có thể đùa về những cái thứ đó một cách vừa phải văn minh, không làm cho ai khó chịu. Tại vì thực ra cũng có những cái show, em đã từng thấy những cái show mà có những bạn nữ ngồi hàng đầu và nghe tới những chuyện đó cái kiểu bị ngượng á, bị ngượng đỏ mặt cái kiểu à đơ ơi, tức là tôi không sẵn sàng cho chuyện này. Thì mình cũng không nên giỡn với những người chưa sẵn sàng. Nhưng mà ở một cái show thì đó, thì ở cái show thì mình đã báo trước là nó sẽ như vậy thì thôi đáng chịu đi nha. Nhưng mà nếu mà trong hoàn cảnh bình thường thì chúng ta sẽ biết là có những người, người ta không quá thoải mái với cái đó thì mình không giỡn. Đúng rồi. Vậy nó lại cực kỳ đúng vô cái vấn đề mà chúng ta đang muốn khai thác ở đây, chính là khi mà chúng ta bước vào một cái sân khấu hài độc thoại đi thì những cái nội dung được diễn ra trên sân khấu thì ít nhất mình được chuẩn bị trước, hoặc là mình biết nó là diễn ra sân khấu. Tuy nhiên là ở đời thường á, rất là đáng buồn là cái chuyện tình dục, những cái bộ phận sinh dục, những hoạt động tình dục cứ hoặc là những cái bộ phận trên cơ thể con người cứ bị đem ra làm cái đề tài để đùa giỡn mà người ta không có nhu cầu được giỡn như vậy. Do đó là trong cái tập ngày hôm nay, với sự có mặt của một diễn viên hài độc thoại, tức là đã được qualify, được gọi là gì, được chứng nhận về cái sự đóng cái dấu vô đây bùm bùm có thể giỡn, thì chúng ta sẽ cùng đi qua một cái đề tài siêu thú vị, siêu nóng bỏng: sex joke, giỡn mặn có nên hay không, và làm sao thì để cái chuyện giỡn đó nó giúp ích lại cho mình về tinh thần cũng như là chuyện trên giường. Sự hài hước nó không phải là một cái gọi là cái khiếu và đẻ ra có liền. Anh thấy nó lắm như là một cái sự phát triển. Nhưng mà em nghĩ là vẫn phải có năng khiếu nha. Tại vì có những người thật ra là họ không có khả năng để giỡn. Ok. Tức nghĩa là giỡn rất là thô luôn. Có ai đang ngồi trong phòng này không? vậy thì cái để bắt đầu cái phần 2 này, Nam muốn khởi đầu bằng cái câu hỏi là cái khiếu hài hước của Uy Lê nó xuất phát từ đâu? Em là một người không nghĩ là em có khiếu hài hước sẵn thiệt. Tại vì hồi xưa, nếu mà mọi người gặp em hồi xưa, em nghiêm túc lắm, ý là em rất là gồng mà. Giờ em cũng nghiêm túc nữa. Dạ bây giờ em bớt rồi. Nhưng mà nói thật á, là cái khiếu hài hước của mình á, nó đầu tiên nha, đầu tiên khiếu hài hước là gì, là khả năng cười, đúng không? Mọi người để ý không, tức là mình coi phim hài hay mình coi một tình huống, hay là mình đi ra ngoài đường mà mình cười được á, tức là mình đã có khiếu hài hước rồi. Nhưng dĩ nhiên á, là cái khiếu hài hước tiếp nhận nó khác với lại cái khiếu hài hước chuyển giao và đưa cho người khác. Mọi người để ý là có rất là nhiều lần mình coi phim đi, hoặc là mình thấy một cái chuyện gì đó mình thấy nó vui, xong mình kể lại cho bạn mình cái nó hết vui, hỏi ủa thấy khúc vui chưa, nói gì vậy? Hiểu đó. Thì có phải là cái gì đó nó đã mất khi mà mình truyền đạt qua người đó hay không? Thì có thể là mình bị thiếu cái kỹ năng đó, cái kỹ năng truyền đạt đó, mà đó là cái kỹ năng mà một diễn viên hài độc thoại hoặc là một diễn viên hài người ta sẽ học, tức là truyền được đúng cái ý hài đó, cái thứ mà người ta thấy vui đó, quay được cái cảnh đó đưa qua cho người ta. Thì em nghĩ cái đó mới là cái khiếu hài hước cần tập luyện á. Nó là cái đó, và nó sẽ đòi hỏi là mình hiểu mỗi người khác nhau thấy gì vui, thấy gì không vui. Thế là rõ ràng giờ em nói đúng không? Bây giờ có thể một câu đùa về tình dục, nhưng mà ở góc nhìn của một người phụ nữ nó sẽ khác. Đúng rồi. Một người đàn ông sẽ khác, và mình phải hiểu cái sự khác biệt rất tinh tế đó. Chứ không thể nào mà mình giỡn như là mình giỡn với bro của mình, ví dụ như mình nói với chị, với con gái, nhưng mà mình giỡn như mình giỡn với thằng bạn trai của mình, cái tự nhiên có vài cái nó phô, đúng không? Chị bị chưa? Bị rồi. Như vậy thì nó cũng sẽ đúng với câu là thiên thời địa lợi nhân hòa, mà cho ngay cả trong việc giỡn cũng phải có thiên thời địa lợi nhân hòa, đúng không? Nhưng mà bây giờ vậy nè, là với Trang nha, thì Trang tin á là
Ok, tự nhiên hồi nãy Uyla nói rất hay ở chỗ là ai mà chỉ cần biết cười thôi, tức là coi mà cười được, tức nghĩa là đã có khiếu hài hước hay. Cái này giờ mình mới nhận ra luôn á. Và cái tiếp theo nữa, nhưng mà làm sao để chuyển được cái cảnh đó qua á, thì nó lại là một chuyện khác. Và nó có sự khác biệt giữa các bạn ở trong nhóm là theo giới tính hay không? Có chứ chị, tức là giống em nói, em thì không phải là người khai thác quá nhiều về chủ đề sex, nhưng mà thật ra ở đâu đó chúng ta cũng sẽ chạm vào. Mà thật ra nếu mà mọi người xem hài, mọi người sẽ biết là sex là một cái nơi rất màu mỡ, rất là nhiều cái để khai thác, rất là vui. Tại vì á, nó có sẵn một cái sự, cái gì vậy ta, một cái tính rất là tế nhị, xì căng đan, mà kiểu như là mình luôn luôn mình thích hóng drama, mình thích hóng những cái thứ mà kiểu ít mọi người ít nói ra ở ngoài đời á. Thì sex nó có cái yếu tố đó, nó có cái sự bí hiểm và cái lấp lửng và cái đó. Nhưng mà khi mà tụi em diễn á, thì một cái mà rất quan trọng là mình phải để ý khán giả. Mà khán giả ở đây chúng ta đang nói là phần đông, rất nhiều người, có người lớn, có người bé, có đàn ông, có phụ nữ, có LGBT. Thì cái cách mà người ta tiếp nhận cái câu đùa của mình á, nó phải làm sao người ta biết được cái ý đồ của mình là để làm gì. Và ý đồ của mình không bao giờ nên có tính công kích. Vậy. Đúng không? Thì em nói ví dụ như là giờ tự nhiên em giỡn đi, em giỡn là hôm bữa ngủ với thằng kia ngắn lắm. Kiểu ý là... Nghe nó có tính công kích ngay lập tức. Đúng. Ý là anh ấy đâu có tội đâu, ý là anh đâu có muốn, nhưng mà và thực ra nó là một cái khoảnh khắc rất con người của chúng ta, đúng không? Chúng ta đều có những thứ nó những cái shortcoming, những cái thứ nó hiểu sao thì hiểu, punchline, những cái thứ mà gọi là mình cảm thấy mình bị thiếu hụt một chút, mà chắc chắn ai cũng có cái cảm giác đó. Nhưng mà nếu mà bây giờ một diễn viên hài á, mà họ giỡn về cái việc là họ là cái người thiếu, họ đưa cái đó ra như một cái cách mà nói với mọi người đây là một khoảnh khắc xấu hổ của tôi. Và tôi muốn mọi người biết là thực ra tất cả chúng ta đều có những khoảnh khắc xấu hổ đó. Thì tự nhiên nó không còn cái tính công kích đó nữa. Giống như anh Tùng giỡn là kiểu như là xấu nữa nơi là ảnh có ảnh ấy với bạn gái của ảnh, xong rồi bạn gái kêu xấu nữa nơi, xấu nữa anh kêu hết rồi. Ê, chuyện đó tao từng xảy ra rồi. Đúng không? Đúng không? Anh sẽ kiểu là đúng, tao thấy chuyện đó rồi, tao cảm thấy chuyện. Nhưng mà không ai bị tổn thương trong câu chuyện này cả. Thì cho nên cái việc mà tụi em nghĩ về cái câu đùa và việc là nó tổn thương tới ai hay là nó có tấn công ai hay không, nó rất là quan trọng. Thậm chí đôi khi nó có một số cái quy luật trong hài, cái này nói cho vui cho mọi người biết, nhưng mà mình gọi cái từ là gì ta, mình đánh lên đừng đánh xuống, punch up don't punch down. Là một cái câu mà diễn viên hài đọc lại nào cũng nhớ. Tức là sao? Tức là đôi khi á, nếu một người phụ nữ á đùa về đàn ông á, nó dễ cảm hơn là một người đàn ông đùa về phụ nữ. Mọi người hiểu ý không? Hiểu. Tức là cái cảm giác của xã hội khi chúng ta nói về cái việc là tự nhiên đàn ông mà đánh phụ nữ, dù nó là đánh bằng một câu đùa thì nó vẫn rất kỳ. Phụ nữ đánh đàn ông thì vui. đúng. Cái người yếu thế hơn họ sẽ có thể có những cái câu đùa, và dĩ nhiên vẫn phải khéo léo, vẫn không nên có tính công kích. Nhưng mà thật ra cái đó người ta dễ đồng cảm hơn, tại vì người ta sẽ đồng cảm với cái người yếu thế. Thì cái đó cũng là một cái mà tụi em có suy nghĩ trong cái lúc mà truyền đạt những cái câu chuyện. Thì bởi vậy cái chỗ an toàn nhất để mình giỡn là mình. Đúng vậy. Cái người mình khịa dễ nhất là mình luôn. Đúng rồi. Tại vì có gì mình về mình tự chửi mình thôi, chứ đâu có đụng chạm tới ai. Còn khi mà mình đã khịa người khác, đó là một cái chỗ phải rất là khéo léo, phải rất là kỹ càng. Và thậm chí ví dụ như tụi em có những cái show mà cả khịa show mà mọi người coi là roast battle, mà lên chửi nhau như chó. Cái chửi nhau như chó đó nó chỉ xảy ra khi mà tụi em có một cái sự đồng thuận với nhau. Tụi em ngồi với nhau trước và tụi em nói ê tao giỡn vụ đó được không, tao dẫn vụ này được không, tao dẫn vụ cái câu này á, thậm chí là ác hơn nữa đi, chưa đã ác hơn. Đó là cái sự cho phép nhau để giỡn, xin phép nhau rồi mới giỡn, chứ không phải là tự nhiên chửi cha chửi mẹ người ta hay là kiểu như thế. Trên một cái sân khấu hài độc thoại á, cái chuyện mà mình viết một cái câu giỡn nhưng mà nó có cái sự cà khịa trong đó, nó đã cần rất là nhiều bước để phải duyệt qua để chúng ta có thể đem tới được cái tiếng cười mà nó khả ái không khả ố. Thì bạn anh là người mẫu, thì khi mà bạn là nữ thì đi chụp hình trong studio á, rất là hay bị các anh con trai giỡn cái kiểu là mướt quá, ngon quá, là kêu em ơi. Nhưng mà khi bạn thể hiện cái chuyện là bạn không vui với cái chuyện giỡn đó thì là đùa tí làm gì căng.
Vậy thì cái sự gọi là đùa tí làm gì căng, nhưng mà rốt cuộc ai là cái người được vui ở đây thì không phải là cái nhân vật đã được nói tới rồi. Đúng. Và ý là có một cái ý cũng hay là cái mình hay lấy bản thân mình ra làm cái đề tài để giỡn, bởi vì thứ nhất là mình sẽ không đụng chạm tới ai. Và theo Nam là gay và Nam cũng được mọi người nói là có một cái sự hài hước. Thì Nam thấy là hầu hết những cái câu đùa của mình nó là đùa tự trào, mình lấy mình ra làm đề tài. Đúng rồi. Vì là chắc có biết cụm từ coping mechanism. Cơ chế phòng vệ. Cơ chế phòng vệ. Cái chữ vô. Giống như hồi xưa đi học cứ hay bị mình hay bị người ta đem ra làm trò cười. Đúng. Đem giới tính, đem cử chỉ, đem cái hình ảnh của mình ra để làm trò cười, bởi vì mình không giống người ta. Rất là tổn thương. Nhưng mà dần dần cái mình hình thành một cái cơ chế là bây giờ nếu tao tự giỡn giờ tao trước đi thì những cái đó nó không còn tác dụng với tôi nữa. Tại vì ghẹo tao gì? Tao tự ghẹo tao trước, tao tự làm tao mắc cười trước. Mà tao ghẹo hay hơn mày. Mà tao còn ghê hơn mày nữa, giờ tao lại càng không tấn công ai. Đúng. Thì từ từ thì mình có vẻ như là cái sự hài hước của mình nó được xây dựng từ cái gọi là những cái dark places trong quá khứ, những cái điểm đen tối trong cuộc sống. Khi mà mình không biết làm sao để mình vượt qua chuyện đó, thế là mình tìm đến tiếng cười. Mình biến mình thành một cái trò cười. Có một giây phút mà Nam nhận ra là Nam không nên làm như vậy nữa, bởi vì về đường dài mình làm chuyện nó hoài mà mình không xây dựng nó dựa trên một cái nền tảng lành mạnh của tinh thần á. Nó mang tính phá hủy nhiều hơn. Nam ví dụ khi mà Nam đi event thì tất cả mọi người đều vui vẻ với cái sự có mặt của mình, và mình rất là mong muốn là mình được chấp thuận cho một cái môi trường đó. Thì rất là dễ có chuyện là có một anh hot boy nào đó xuất hiện, một anh celeb con trai nó xuất hiện lại giỡn với mình, thì mọi người sẽ bắt đầu giỡn theo kiểu là ý trai đẹp, nam nhờ vô. Thì thời gian đầu là mình để nhờ vô. Cái mình bắt đầu mình tung miếng ha, mình hài hình thể có, mình hài cử chỉ, hài điệu bộ có. Thì mình sẽ đóng cái vai là một người gay và mê cha, bắt đầu lại giỡn. Thì cái chuyện đó nó chỉ kéo dài được thời gian ngắn thôi. Đúng. Cho tới khi anh nhận ra một cái điều là có lẽ nào cái sự giỡn hớt của mình nó đang chỉ là cái cách mà mình đang tìm cách để được người ta công nhận mình. Đúng. Để mình cảm thấy được accept, được làm một phần trong một đám đông. Và mình dùng mình ra làm một cái sự gọi là một cái món quà. Đem cái giới tính, cái hình thể của mình ra làm một món quà. Và mọi người cũng cho là chuyện nó bình thường. Thì nó chỉ vui được một thời gian ngắn thôi, cho đến khi mình nhận ra là mình nên có những cái cách hay hơn, tôn trọng bản thân mình và cũng như là tôn trọng người ta nhiều hơn, là thể hiện ra là như một cái nếp hài cũ đó. Thì anh thay đổi cái chuyện đó. Và cái chuyện này cũng không phải là tự nhận ra, là nhờ xem một cái vở hài độc thoại của cô Hannah Gatsby. Yeah. Hannah Gatsby. Okay. Trong cái vở hài độc thoại tên là Nanette. Thì sau khi làm cho mọi người cười chán chê về cái đề tài cổ là lesbian rồi, thì cổ mới nói là cổ ngừng, không diễn hài độc thoại nữa. Bởi vì cổ nhận ra là cô ấy không thể nào cứ suốt ngày kể câu chuyện của chính mình dưới hình thức những câu đùa. Đã đến lúc cổ phải kể câu chuyện của cổ bằng một cách nghiêm túc nhất, bằng một cách tôn trọng nhất bản thân của cổ nhất có thể. Thì những câu hài, những câu đùa mà nó mang tính tự trào đôi khi rất vui, cực kỳ hiệu quả, và Nam vẫn làm chuyện đó hàng ngày trên social. Nhưng nó luôn luôn có một cái sự quán chiếu lại bản thân mình là nó đến từ đâu trong cuộc sống của mình. Nếu như mà nó đến từ những cái chuyện mình chưa giải quyết được về mặt tâm lý, thì lẽ ra là nên nhất là mình nên thử so là mình có thể giải quyết được chuyện đó hay không. Để có thể những cái câu đùa của mình nó không, ngay cả khi nó không công kích người khác, nó cũng không thật sự công kích lại chính mình. Đúng rồi. Nhưng mà như thế này nó sẽ có thêm một vấn đề nữa, là bây giờ mình đang rất may là đến một lúc anh cảm nhận được rằng là anh nên dừng lại. Nhưng sẽ có rất nhiều bạn chưa nhận ra được cái chuyện đó, và họ sẽ vẫn tiếp tục nhận được những cái lời đùa như vậy. Vì sẽ có lúc họ sẽ cảm thấy khó chịu, nhưng mà họ chưa dám bước ra khỏi cái sự khó chịu đó. Vậy thì chúng ta sẽ nói gì với những người xung quanh là đừng đùa nữa. Và nhất là những cái chuyện mập ốm. Đúng. Đẹp xấu. Body shaming. Nó là body shaming, nhưng mà nó dưới hình thức lại là những câu đùa. Hay là ví dụ như là những cái câu đùa, ví dụ như bây giờ nè, em và anh giờ tụi mình làm cởi mở, làm podcast về sex education, đúng không? Và giới tính và tình dục, đôi khi chúng ta sẽ được nhận những cái câu đùa, những cái câu sex joke. Thì nghe, tức là mong rằng là xong cái tập này cũng để cho mọi người có một cái joke nó duyên dáng hơn á mọi người. Nó bớt vô duyên đi á. Tại vì bạn cũng không thể nào nghĩ rằng là một cái người mà họ mang một cái vấn đề nào đó ra để họ nói, họ đồng thuận với chuyện đó là bạn có thể chốt trên đó được, thì nó rất khó. Vậy thì bằng cách nào đây? Ở đây ba đứa mình. Chắc chắn là sẽ có những cái mảng nhất định mà tụi mình luôn luôn bị chốt. Đúng. Vậy thì chúng ta sẽ làm gì để nói với những người xung quanh rằng là bớt lại đi. Ta không có thoải mái.
Vậy thì nếu mà là Willa thì Willa sẽ nói gì? À, cái này á, là một cái cuộc hội thoại với bản thân rất lâu của em. Tại vì vấn đề là mình làm cái nghề này thì mình sẽ phải giỡn. À, em đã từng có một cái phần trình diễn rất là tạm dùng từ là gay gắt, tại vì gay mà. À, nói về cái việc là những cái miếng đó đó, những cái miếng mà mấy bạn chọc LGBT, bạn chọc phụ nữ, bạn chọc, ý là đến khi nào nó dừng. Không phải là tại vì em có vấn đề với cái việc là mọi người dùng nó. Ví dụ nha, trong một cái hoàn cảnh sẽ có những cái chốc, những cái câu đùa về sự mập nó rất rất vui. Mày biết sao nó vui không? Tại vì mình vui trong cái hoàn cảnh đó. Cái anh đó, ảnh như vậy mà ảnh đi qua cái khung cửa đó thì nhìn nó rất là mắc cười. Nhưng mà mình không cười là tại vì trời, thằng mập, trời, cái thằng mập đó nó sống làm chi vậy? Người hiểu không? Cái đó là một cái chủ đích hoàn toàn khác và cái chủ đích cực kỳ ác. Mình chỉ kiểu là anh đó trong tình huống đó nó mắc cười, và đôi khi ảnh cũng tự bật cười vì ảnh trong tình huống đó, vì cái kích cỡ của ảnh, và ảnh có thể thoải mái với việc đó. Đó là hai cái câu đùa hoàn toàn có chủ đích khác nhau. Khi nó diễn ra trong phim nó khác, khi nó diễn ra trong một cái tình huống, một cái hoàn cảnh nó khác. Nhưng mà đôi khi á, diễn viên là một người như em, là một người có khả năng tạo ra những miếng hài. Nếu em không để ý, nếu em tiếp tục giỡn những cái miếng như là mày xài dầu ăn hay dầu nhớt, đến khi nào cái câu đó sẽ được sử dụng bởi những người đi bắt nạt những người LGBT? Yes. Mà họ sẽ coi trên phim, mà họ kêu là ủa trên phim vui mà ra ngoài đời ta nói cũng vui. Nhưng rõ ràng hoàn cảnh bây giờ nó khác nhau rồi. Đích đến của câu đùa nó khác, đích đến của câu đùa nó không còn là kiểu như là ơ đây là một tình huống hai người hiểu lầm nhau và nó có cái gì đó. Đích đến của câu đùa lại giờ là mày mày đê, mày dưới tao cho nên tao được quyền chọc mày. No. Nếu mà như vậy thì nếu mà mình muốn đặt những cái câu đùa mà nó về tình dục thì mình còn phải biết chắc được xem coi là mình hiểu được cái người đối phương nghe được cái câu đùa đó tới đâu. Đúng vậy. Đúng không? Nếu mà mình chưa biết họ, hoặc là mình mới biết sơ sơ họ thôi, thì bớt đùa lại đùa mấy khác đi, đùa mấy cái an toàn hơn. Còn ở những cái chủ đề nó đã rất là nhạy cảm thì mình cần phải hiểu người đó và phải đúng vào cái hoàn cảnh. Rõ ràng là mình có thể đọc được thái độ của người ta với một câu đùa. Nhưng mà có những bạn phớt lờ chuyện đó. Hoặc là đùa tí làm gì căng. Đúng rồi. Tức là cho đó dù là bạn tấn công người ta thế nào chăng nữa, bạn chỉ để nó bên dưới một cái tiêu đề là đùa, thì có vẻ như là cho rằng là mình được phép đùa. Chứ bây giờ em hỏi chị, bây giờ một bạn đi qua cái ngon quá em ơi, ok, giờ nói hồi đùa đâu, nói hài đúng không? Setup đâu? Punchline đâu? Ngon quá em ơi. Cái nào là cái câu mệnh đề để dẫn dắt người ta đi chỗ khác, câu nào là câu punchline để người ta hiểu được cái chuyện này nó vui? Dạ, trước rồi, đó chỗ bán vé ở đâu? Rồi ngon, ngon. Tôi đã mua vé vô cái show này chưa mà anh lại dẫn cho tôi coi. Đúng rồi, và ngon quá là, ý là ngon quá là sao? À là bạn đang so sánh tôi với lại đồ ăn, với lại một loại trái cây, với lại một cái thứ bạn, ý là bạn đang nói là tôi gây cho sự béo phì của bạn đó hả? No, tôi không có, tôi không có như vậy. Đó. Ủa bây giờ bạn giỡn được thì bạn phải nhận được. Xin lỗi nha, em nói thiệt á, if you can dish a joke you can take a joke. Ủa bạn giỡn được bạn nhận được á, thường á mấy bạn nào bạn giỡn cho mặt em vậy, em giỡn ngược lại. Đúng rồi. Xong tự nhiên mấy bạn á, mấy bạn quýu và mấy bạn ờ cái này hơi cong ha. Bắt đầu thấy căng á, bắt đầu bây giờ anh muốn thấy căng phong, giờ tôi đùa lại cho anh coi anh căng rồi, là chịu xong được rồi, xem là ai gây gắt nào. Ai gây hơn ai nào. Nếu vậy thì bây giờ là Uy Lê có thể nói một cái câu đùa để đùa lại những cái người đùa không vui á, để giống như là tụi mình bây giờ mình học cái câu đó luôn, để mình đùa lại mấy đứa nó bớt đi bớt vui. Giờ sao em á hả? Em thì nói sao ta, thường á mấy bạn á mà nói em một cái gì đó kiểu như là ủa mày diễn viên hài mà sao mày em thấy vui, mày tức là sẽ đùa với em một câu như vậy, xong mà em thấy không vui, các bạn nói là ủa mày là diễn viên hài mà mày nói gì vui vui đi. Đúng rồi, diễn viên hài mà nói gì vui vui đi. Đúng rồi đó, chấp nhận cái chuyện đó đi, sao em nói là gì vui vui. Em nói gì vui vui rồi đó. ok. Và rõ ràng em phải đôi đến một lúc á, thật sự luôn á, anh thấy đúng không, mình ngoài cái việc là mình có khả năng cười bản thân mình cũng phải có khả năng tôn trọng bản thân mình. Đúng vậy. Và cái đó là một điều chúng ta quên, chúng ta cho phép đôi khi những câu đùa đó đang xảy ra tại vì chúng ta cho phép nữa. Em thì em rất rõ ràng, ok, giỡn bạn em, giỡn vui vui, giỡn tới bến luôn, giỡn tới nái luôn, nhưng mà sorry nha, không quen em ra giỡn với em hả? Gì sao nói lại đi em. Ok,
Rồi bây giờ là nếu mà vô cái trường hợp là người ta nói là cái câu đó là giỡn tí thôi, ừ, anh em bắn liền. Nếu mà gặp anh, đứa nào kêu là giỡn tí thôi. Cảm giác có một cái từ gì đó sắp tại, rất tại, nó sắp mở ra. Vậy thôi. Và thỉnh thoảng mình không nhất thiết phải giỡn để cho người ta thấy là người ta vô duyên. Ừ. Mình chỉ cần dừng lại, cho người ta một cái khoảng lặng để người ta suy nghĩ. Ừ. Hoặc mình hỏi là ý bạn là sao? Ừ. Để cho người ta phải nghe lại cái câu mà họ vừa thốt ra mà cách thiếu suy nghĩ để họ nhận ra những cái vấn đề tiềm ẩn. Còn nếu mà họ không nhận ra thì bất cứ cuộc nói chuyện gì sau đó nó cũng trật ruột thôi. Ừ. Hoặc là nói đơn giản là đùa không vui. Giỡn tí thôi, đùa không vui. Nãy giờ mình nói khá là nhiều về cái đề tài giỡn và cái người ngồi giữa với mình kiếm sống bằng cái chuyện là đi khịa nhưng mà chưa thấy cười nhiều. Vậy thì Uy Lê có chuẩn bị sẵn một số những cái món ngon vật lạ đem tới đây để chúng ta cùng... Cũng không món ngon vật lạ đâu mọi người, nhưng mà cái việc mà duy nhất mà em làm là mọi người nói là ok, vậy bây giờ cho anh cho một vài ví dụ về sex joke đi, câu đùa đi, xong em về em search Google những câu đùa tình dục vui nhất. Xong rồi em phải dịch ra, xong em ngồi em suy nghĩ đó. Ok, ví dụ như câu đầu tiên nha, câu đầu tiên chuẩn bị chưa? À, cái này câu này rất dở nha, em báo trước nha. À, cái lò nướng nói gì với lát bánh mì? Thì em muốn anh vào trong em. Wow. Nóng. Nóng như cái lò ấy, kiểu vậy. Tiếng Anh nó sẽ work hơn, mọi người hiểu không? Đó. I know. Nhưng mà mọi người thấy không? Cái câu đùa đó, em nghĩ là sẽ có người cười. Tại vì thứ nhất là nó xàm, nhưng mà thứ hai á, không ai bị hại trong câu chuyện này. Đúng không? Câu đùa là sex joke mà. Nhưng có những câu đùa như sau. Có những câu đùa là ok, tại sao tinh trùng băng qua đường? Không biết. Tại vì bữa nay tôi mang nhầm vớ. Cái sự thấu hiểu nó bắt đầu nó lan qua căn phòng rồi. Hiểu chưa? Chắc chị cũng có thấy quay đó đúng không? Chắc anh có. Hiểu đúng không? Đôi khi trong vớ của mình có một chiếc vớ được sử dụng cho mục đích khác. Em không có xài nha mọi người, em báo trước là em không có xài. Nhưng mà có vẻ anh hiểu rồi, anh giải thích đi. Anh từng xài. Ok, ủa phải giải thích ra chuyện cười mà giải thích ra nó mất duyên mà. Đúng rồi, chuyện cười giải thích ra thường nó không có vui. Cho nên mọi người tự Google đi. Mọi người tự nghĩ về chuyện cái vớ và tinh trùng. Rồi. Vậy với cái chuyện là mình đùa giỡn như vậy á, Nam hay được nhận những cái câu hỏi của các bạn trẻ là bây giờ em rất thích sự hài hước của anh Nam mà em muốn hài hước như vậy, em không biết phải làm sao. Thì Nam thường hay nói là thứ nhất là em khoan nghĩ tới chuyện làm sao để hài hước. Mà anh nghĩ là cái điều quan trọng nhất và cái điều mà hay ho nhất trong một cuộc trò chuyện đó là mình có được sự lịch sự và sự tôn trọng người ta. Em không chắc là mình có thể làm người ta cười nhưng mà mình có thể làm người ta cảm thấy được tôn trọng. Thì cái sự được tôn trọng đó nó giúp cuộc nói chuyện hay hơn. Mà nghe vậy thì nó rất là sách vở đúng không? Thì Nam mới hỏi là ủa tại sao người ta lại rất là thích cái sự hài hước ở một con người như vậy? Dĩ nhiên là khi đi làm một cái nghiên cứu thì mình thấy là người ta luôn luôn nghĩ rằng funny is sexy. Trong số những cái điểm gây rất là sexy của một người thì có trong đó có sự hài hước. Thế là mình cũng hiểu luôn là tại sao người ta luôn luôn muốn là thể hiện ra mình là người hài hước. Nhưng mà cái sự hài hước đó nó có thiệt sự là giúp cho người ta sexy hơn, giúp cho người ta nóng bỏng hơn không? Ví dụ như trong cái vở hài độc thoại gần nhất của cô Ali Wong. Thì Ali Wong là một người Nam rất thích, là chuyên môn diễn hài và những cái câu chuyện mà cổ xưa là chuyện vợ chồng, chuyện giường chiếu, chuyện của những người phụ nữ với nhau. Cổ chuyên môn làm hài mặn kiểu đó và hài rất mặn và rất tục tiểu. Mà nó cũng có sự duyên dáng. Thì cổ cũng hài một chuyện là tại sao tất cả các bạn diễn viên hài độc thoại nam được ngủ với rất nhiều gái đẹp. Nhưng ngược lại cổ là diễn viên hài độc thoại nữ và bạn bè cổ những người nữ vậy, diễn hài xong đi về nhà không có được ngủ với ai mà ngon nghẻ hết. Thì có sự nào chênh lệch về cái vấn đề giới tính nó dẫn đến cái chuyện là người ta cho rằng một người con trai đi diễn hài thì sexy nhưng một người con gái đi diễn hài thì nó có cái đối tượng nữa anh. Thế là cái chốt của cổ quá, cổ nói về cái đối tượng khán giả nữa. Tại vì sao ta, tức là nói là diễn viên hài nam á đi diễn nhiều là đúng rồi, tại vì fan rất ngon. Trời ơi, fan nữ là ok lắm. Cổ nói vậy nha, mà em nói. Nhưng mà tôi là nữ đi diễn hài, fan không có ngon. Why that? Mọi người hiểu không? Những cái đứa mà nghe mấy anh gọi là diễn viên hài này nói á, là những cái đứa trời ơi tụi nó là trẻ trung rồi, nó hứng tình rồi, nó những cái đứa mà mê tôi á, thằng nào mà nó ngồi nó coi tôi, nó stalk tôi, thằng đó nó bị điên.
Thằng đó nó bị điên. Là em nói sao? Hay là Ali Wong nói? Ali Wong nói. Ok. Chắc là em nói, em đâu có giọng đó vậy. Và cái cách mà cô Ali Wong, cô frame, cô viết cái câu thoại, câu hài đó, nhưng nó không phải là cái sự thật 100%. Chỉ là dựa trên cái trải nghiệm của cô và cô đúc kết, cô viết thành một cái câu chuyện hài. Và nói rằng là ở khía cạnh cô là một người phụ nữ, thì cô nói những cái chuyện đó về một người đàn ông, nó cũng dễ chấp nhận, nó dễ vui hơn. Và nó có sự duyên dáng nữa, nó còn đi kèm với lại hình thể, đi kèm với lại sân khấu. Thì trên sân khấu mình có thể lấy một cái vấn đề ra để mình phóng đại nó ra, để mình thể hiện một quan điểm. Đúng rồi. Nhưng mà em nói thiệt nha, tức là nếu mà nói trên cái quan điểm là khiếu hài hước đó, nó có làm cho mình cảm thấy sexy hay không á, thì đúng là cũng có. Nhưng mà mọi người có để ý không, mọi người có để ý là những couple quanh ta không? Những cái cặp đôi quanh ta là chỉ có tụi nó thấy tụi nó vui với nhau mà. Tất cả chúng ta đều có một cái khiếu hài hước, và chúng ta sẽ tìm được một người enjoy, thích cái khiếu cái hài hước đó của mình. Mình không cần phải là một diễn viên hài để mà mình có... Ok, nếu mà em nói thiệt nha, em nói thiệt, một cái đứa nào mà nó rất quan trọng cái việc là có khiếu hài hước để thu hút được nhiều người, thì cái việc nó muốn là thu hút được nhiều người. Chứ không có phải là thu hút cái người đó. Đúng rồi, em nói thiệt. Tại vì tại sao mình... Tức là đối với em nha, giữa cái việc mà em kể một câu đùa rất hay và tìm được một người, với lại một cái việc một cái câu đùa mà nó ngớ ngẩn thế mức mà chỉ có mình em nghĩ ra mà có một người enjoy, em thích người thứ hai hơn. Đúng không? Và là một cái người rất được hay khen là hài hước mắc cười trên mạng, thì Nam xin thề luôn là chuyện giường chiếu nó không có đi kèm song hành với sự đó. Ngay cả khi tôi lên những cái app kết bạn dành cho gay cũng là vậy, nhảy vô ôi anh em không ngờ gặp anh như này, anh em mắc cười lắm, thích anh em lắm. Ồ vậy hả, cái nghĩ trong đầu chết. Vô kèo. Đọc lết lại vậy hả? Ồ, tối nào em cũng xem anh Nam. Cái mình nghe chuyện tối nào là mình bắt đầu lại thấy có một cái hướng để mình đưa đẩy câu chuyện đi rồi. Em có muốn xem live không? Em có muốn hài hước cùng anh đêm nay kiểu vậy, chuẩn bị súng đạn này kia các thứ, chuẩn bị bắn teo cái kèo này, thì tối nào em cũng cùng với bạn trai ngồi coi anh Nam để cười. Rồi xong hiểu luôn. Oh, đầu quá. Thanks, nice to meet you. The ticket booth is here. Dạ, cho nên nếu như mà các bạn nghĩ là funny, sexy thì em đồng ý là nó cũng có một cái phần gọi là nó sexy ở đó. Nó sexy đến từ chuyện là cái sự sexy nó phải đi kèm với cái một người thông minh, dí dỏm, hài hước, duyên dáng. Thì những cái sự thông minh, dí dỏm, hài hước, duyên dáng đó nó gom lại, nó tạo thành một cái người rất hấp dẫn. Và người ta chỉ gọi chung nó là cái sự hài hước thôi, nhưng mà bên dưới hài hước có rất là nhiều tầng lớp để cái hài của mình nó đem lại được cái tiếng cười ý nhị và duyên dáng, và đem lại được cho mình nhiều cái lợi ích hơn. Chứ không có nghĩa là cứ phải làm cho phải đi nói những cái câu mà nghe nó thiệt là buồn cười thì mới được, đúng không? Nó phải là sốc xỉa, nó phải đau ta bôi lớn, hoặc nó theo cái nếp hài truyền hình, hài hình thể, rồi hài giới tính, lấy những cái chuyện mà nó mình cho rằng nó không có được tự nhiên trong xã hội, mình lôi ra mình diễn hài mà không nghĩ về nó thì nó không phải là cái sự sexy. Tức nghĩa là bây giờ mình phải hài một cách phù hợp, giống như là Uy Lê nói là cái hài của mình có thể người ta không mắc cười, không phải tất cả mọi người mắc cười, mà chỉ cần cái người đó cảm thấy mắc cười là được rồi, đúng không? Nhưng vậy cuối cùng thì cũng chỉ là cái cảm giác thoải mái khi ở bên cạnh cái người đó thôi, còn cái chuyện mà hài hay không cũng chưa chắc gọi là quá là quan trọng. Đúng. Ủa, em rất thích cái chữ chị mới nói luôn á, là cảm giác thoải mái á. Tại vì á, nếu mà mọi người đi show hài độc thoại, mọi người sẽ để ý á, người ta cười á là tại vì người ta cảm thấy thoải mái và an toàn. Thực ra một cái không gian tốt nhất của một diễn viên hài độc thoại, và đúng là lý do tại sao một cái bạn MC, nhiệm vụ quan trọng của một cái bạn MC lên diễn hài độc thoại không phải là một người buồn cười nhất, mà nhiệm vụ của MC là làm cho mọi người cảm thấy là we are in this together, chúng ta ở đây cùng nhau. Relate, mình có thể cười qua đây, mình có thể cười qua đây, mình chán nước miếng qua đây cũng không sao. Mình cười đây, mình cười há há há, ông này cũng cười hố hố hố. Chứ mọi người có bao giờ đi những cái show á, em đã từng diễn ở những cái show á, mà tức là cái cách được đưa vào chương trình á, mọi người cảm giác rất nghiêm túc. Cho nên á là sẽ có cái hiện tượng này, hiện tượng vô cái ok quăng quăng miếng 2 3 quăng ha tại mai cười hết, chúng ta nó mai cười hết, nhưng mà ví dụ ha cái tự nhiên chị cười, cái cười là tự nhiên là cùng cười, đúng không? Cười và cái đó là cái sự thoải mái. Chính cái sự thoải mái, cái môi trường an toàn đó mới là cái lúc mà chúng ta có thể cười cùng nhau. Vậy thì nếu mà lấy một cái hình thể của người phụ nữ ra để mình cười thì ngay lập tức là mình đang không có tạo ra tiếng cười từ sự thoải mái, đúng. Mình bởi vì lấy... tức là những người phụ nữ sẽ cảm thấy không an toàn. Có thể tức là em đã từng đi, tức là này nếu mà nói về nước ngoài, em đi nước ngoài á, có những lúc em thấy những tiếng cười em sợ. Mọi người tưởng tượng không? Ví dụ nha, ví dụ như chúng ta em đi nước ngoài và có những nước là mình có gọi là một cái cộng đồng rất nhiều người, người da trắng, người da màu và rất là nhiều cái người từ cái background tôn giáo khác nhau, background về gọi là không chỉ là về xu hướng tính dục mà còn là những thứ khác nữa, văn hóa rồi đôi khi tôn giáo. Em có thể thấy một cái phòng
rất nhiều người da trắng và có một vài người da màu và có một diễn viên người da trắng lên khịa người da màu và những ông da trắng khá phân biệt chủng tộc cười. Mọi người hiểu không? Hiểu. Thì thực ra cái sự cười đó, mặc dù nó vẫn là nụ cười của số đông nha, của số đông trong phòng đó nha, mà em biết nó sai, nó rất sai. Và những người còn lại thì lại cảm thấy mình giống như mình bị lạc loài ra, mình cái bị... này giống như là hồng môn yến như này, tới đây là một đứa chết một đứa bị thương vậy, đúng không? Và tự nhiên những người kia cảm thấy rất khó chịu, cảm thấy bị lề hóa, có thể là đôi khi bị biến thành đánh lộn, hoặc là họ sẽ walk out khỏi cái buổi đó, đi ra khỏi cái buổi đó. Thì thực ra em không bao giờ muốn một cái show của mình có một cái kiểu tiếng cười như vậy hết. Tại cái tiếng cười đó đối với em nó sai. Cái đó mặc dù người ta có cười, không thể nào mình nói là diễn viên hài mình diễn người ta cười là được. Em nghĩ là phải có cái tiêu chuẩn của mình về về gọi là cái gì đó là một cái sự hài hước văn minh. Và ngay cả đối với lại nếu mà đi giống như là bây giờ mình nếu mà mang nó vào những cái cặp đôi đi thì nó giống như là các bạn đang diễn hài độc thoại nhưng mà cái người khán giả chính là partner của các bạn. Đúng không? Vậy quan trọng đầu tiên vẫn là sự đồng thuận trong việc cái điều gì mình cảm thấy người kia có thể thoải mái được. Đúng. Ngoài làm ra, cho người ta thoải mái như thế nào. Ok, và ngoài ra là tất cả mọi người đều được cảm thấy an toàn và thoải mái. Cái này là Trang chia sẻ thật với mọi người nha. Khi mà mọi người thích một ai đó, mọi người ở bên cạnh cái người đó mà người ta chỉ cần là họ thôi, đôi lúc bạn sẽ cảm thấy nó rất là buồn cười. Tại vì mình không hiểu tại sao mà lúc này ngay giây phút đó tại cái hoàn cảnh đó mà người ta có thể hành động như vậy, mình cảm thấy cái đó nó rất là buồn cười. Mặc dù nếu mình mang cái câu chuyện đó mình ra mình kể người khác, người ta không thấy bắt cười gì hết trơn. Nhiều khi thấy phô. Đó, thì từ đó có thể là trong cái hoàn cảnh đó bạn đưa ra một cái joke, một cái lời đùa thì hai bạn cùng cười cùng vui. Và như Ile nói là có những lúc mấy đứa cặp đôi nó cười nhau vậy thôi chứ mình không thấy gì mắc cười như vậy. Đó thì cũng hãy cảm thấy thoải mái mà sao vui được. Đó nên hãy cũng cảm thấy thoải mái về những cái lời sex joke giữa hai người với nhau. Nhưng lúc này khi bạn mang cái lời sex joke giữa hai người với nhau mang ra đến một cái khung cảnh có người thứ ba, thứ tư, thứ năm thì phải suy nghĩ lại cho nó kỹ. Chưa chắc là cái câu nói của bạn dành cho người partner nó đã phù hợp để nói với lại những người khác. Đúng nha, đúng nha. Cái này tự nhiên em nhớ tới một cái, tức là một cái case này, một cái trường hợp em đã thấy rồi. Là ok, hai bạn một cặp đôi làm tình với nhau, giỡn với nhau. Xong rồi một trong hai bạn đi nói với bạn của mình về cái khoảnh khắc đó. Và bạn kia giận. Rõ ràng tại vì lúc đó cái thứ vui ở trong lúc mà cặp đôi với nhau giường chiếu với nhau là một cái gì đó khá xấu hổ. Nhưng mà hai bạn chấp nhận cái sự xấu hổ đó với nhau thì nó vui, thì nó đồng thuận với nhau mà. Nó ok. Nhưng mà khi bạn này đem cái đó ra nói với bạn khác là hôm bữa cái đứa kia nó làm gì vui lắm, thì nó hết vui rồi. Tự nhiên nó lại giống như là cái bạn kia lại cảm giác là cái sự riêng tư của mình bị vi phạm. Và thực ra đó là một cái khoảnh khắc xấu hổ mà bạn chỉ sẵn sàng để chia sẻ với cái bạn partner của mình thôi. Thì tự nhiên lúc đó nó sai. Và lúc đó em phải đi giải thích với cái đứa đó, ê sai rồi, không được, lẽ ra không nên làm chuyện đó. Vậy tức nghĩa rằng là điều này cũng thể hiện là khi các bạn chốt thì lại buộc lòng phải có kiến thức. Đúng không? Chúng ta phải có kiến thức về cái chuyện chúng ta đang làm. Chúng ta phải có kiến thức về cái việc gọi là văn hóa và tôn giáo nơi chúng ta đang ngờ. Đúng rồi. Thì vậy, cái chốt đó của mình nó mới có giá trị được. Vậy thì có một số những cái câu mà người ta cho là những câu đùa đó rất là thường xuyên diễn ra. Ví dụ như đùa về hình thể của người khác và họ nghĩ là như vậy là khen. Ví dụ như khen mông to vú bự, khen ngon quá ha, nhìn ngon cái này cái kia. Nhưng mà khi mình phản ứng lại thì kêu đùa tí làm gì căng. Thì lại quay lại cái câu chuyện là cái ngữ cảnh, thí dụ như những cái chuyện đó nó diễn ra giữa hai người với nhau trên giường thì em thấy nó cực kỳ hot khi mà bắt đầu nói những cái câu đùa giỡn về hình thể cho nhau. Mà nhưng mà nó cái bối cảnh là gì, là trên giường, anh em ngon quá các thứ, là trời tự nhiên cái là chú hưu cao cổ nghe lời liền, cái cổ cao lên tới vậy luôn. Mới phải cái cổ không, ok. nhưng mà nếu đó là một người xa lạ, đúng, một cô gái đẹp, một chàng trai hấp dẫn mà bạn không có một cái mối quan hệ thân thiết gì với người ta hết, mà bạn buông ra những cái lời đó với cái tư cách là để giỡn thì thực sự nó cực kỳ là khiếm nhã và nó unsexy. Thì ở đây túm gọn lại vẫn là cái câu chuyện là lý do mà người ta cho rằng funny is sexy, funny hấp dẫn là bởi vì bên dưới cái sự hài hước đó nó có rất là nhiều những cái điểm mà chúng ta nên tập trung nhiều hơn là chỉ đi tới cái hành trình cuối cùng là tìm khửi được một tiếng cười. Nhiều khi cái tiếng cười đó là cái tiếng cười khinh bỉ đó. Chứ lại thực ra ví dụ chơi cái điểm đó nha, ví dụ như là mông to vú bự đúng không? Em á nha, em sẽ rất dễ có một cái cảm giác tiêu cực với cái việc là ok, dù là khen mông to, dù là khen vú bự nhưng mà
con người tôi á, ý là tôi với tư cách là một một cá nhân á, cái giá trị của tôi là cái đó thôi hả? Là cái giá trị vật thể của tôi là hai cái cục đó, hai hòn đó và đó đó hả? Ủa tôi còn những giá trị phi vật thể rất lớn lao các bạn à. Đúng rồi, tôi là văn hóa thì phi vật thể đó. Đúng. Thì đó tức là em tức là cái nếu mà nói là tại sao em khó chịu với những cái đó, nó là cái lý do đó. Bạn đang objectify tôi, bạn đang gọi là vật hóa tôi, thành một cái thứ gì đó giống như là đồ chơi, sách toy cái gì ấy. Thì thực ra nó không có, cái đó không có sexy. Khi mà tôi thấy bạn là một người có thể nhìn nhận một con người như là một cái sách toy là tôi thấy không sexy rồi. Mà sách toy này cũng có giá, bạn nghĩ bạn được à? Mọi người có nghĩ là cái chuyện mà một trong số những cái lý do mà chúng ta thường hay đem câu chuyện tình dục ra rất là giỡn là bởi vì chúng ta cảm thấy khó xử khi phải đối diện với những chuyện đó, và cho nên là mình dùng cái tiếng cười để mình xua tan đi cái sự khó xử, hoặc là mình đem nó vào một cái nơi mà nó đang không được cần được nói tới. Thì cũng có thể. Và Nam nhận ra là những cái câu đùa mà mình tốt nhất là mình có thể dùng thì nó nên là những cái chuyện mà mình đã trải qua để mình hiểu cái hành trình của người ta, thậm chí là những cái đề tài ví dụ như tình dục, đề tài về bệnh tật, về đề tài giới tính, màu da. Nhưng mà nếu mà mình đã từng là cái người kinh qua những chuyện đó rồi thì mình sẽ biết được là trong những cái hoàn cảnh đó nó có những cái gì xảy ra, thì mình có thể khai thác chất liệu để mình nói. Còn nếu mà giỡn về những điều mình không biết, về những điều mình chỉ nghĩ, thì có lẽ là đến lúc chúng ta cần phải kiểm tra lại. Và tình dục hay tính dục nó cũng là một đề tài mà chúng ta phải thật sự hiểu về nó để chúng ta có thể giỡn nó được vui, được đúng chỗ. Và khi mà Nam nhận ra là khi mà Nam bắt đầu hiểu nhiều hơn về tình dục rồi á, nó là hai giai đoạn. Ví dụ như ở tuổi dậy thì chúng ta rất thường xuyên lấy chuyện bạn trai bạn gái ra giỡn. Chúng ta lấy băng vệ sinh, chúng ta lấy bao cao su, chúng ta lấy kinh nguyệt ra, chúng ta giỡn lẫn giỡn qua giỡn lại những câu đùa rất khả ố. Rồi con trai cười con gái thì xấu hổ cái này. Nhưng mà rõ ràng nó đến từ cái chuyện là chúng ta rất thiếu kiến thức về chuyện đó, và chúng ta không biết tiếp cận nó như thế nào, cho nên mình giỡn về nó. Giỡn là một chuyện không có kiến thức. Nhưng mà sau này lớn rồi, bắt đầu có những cái trải nghiệm về tình dục rồi, có những lần kinh qua đau thương rồi, mới thấy thôi thiệt ra giỡn mấy nó không vui lắm, không hay lắm, đi kiếm cái khác giỡn đi. Nhưng ngược lại là mình có thể ngồi nói chuyện với nhau những câu chuyện về tình dục rất là sâu sắc và mặn mòi, và rất là dã man, không thể nào ghi hình được. Nhưng mà cực kỳ văn minh, và chúng ta tìm được một cái điểm cuối cùng của cái câu chuyện đó, cho thấy là cái cách mà chúng ta tiếp cận một vấn đề hài hước hay không hài hước, nghiêm túc hay không nghiêm túc, dựa vào cái chuyện mình trưởng thành như thế nào và mình cái góc nhìn của mình cho chuyện đó ra sao. Ngoài ra là bây giờ tụi mình sẽ còn có một cái dạng, đó là cái chốt đến từ những người được gọi là phái yếu thế. Đúng không? Đúng. Ví dụ như là nữ nói đùa về nam, hay là các bạn trong LGBT nói đùa về một cái bên người, khác người vậy đó. Vậy đi. Vậy thì bây giờ mọi người thấy rằng là cái việc mà nói đùa từ cái phái yếu như vậy á, người ta hay cho những cái purpose, người ta hay cho những cái lý do, người ta hay cho một số những cái điều mà thì dở như thôi, đâu có offensive, đâu có làm khó chịu lắm đâu, nhưng liệu rằng cái điều đó nó có không công bằng hay không. Đúng. Giả sử một câu như là trời anh nó đẹp, anh ơi anh đẹp rụng trứng luôn á, kiểu là các bạn nữ hay coi là trời đẹp rụng trứng đó. Vậy thì bây giờ cái chuyện này nó làm sao đây? Bây giờ nếu không thì mất công những cái người trai thẳng đi, họ lại cảm thấy rằng là ồ bất công quá, tại sao con gái có quyền được nói như vậy mà con trai thì không. Con gái thì kêu là trời mà mình ta thế, thì kiểu giống như là được. Đồng ý. Mọi người hay kiểu nhắm nó vô là một cái lời khen, hay vai anh to thế đó là một lời khen. Đúng. Nhưng người đàn ông kêu là ôi ngực em to thế là kiểu offensive liền, là nhảy đông đông liền. Đồng ý. Kiểu có thể gọi đây là double standard không? Đúng, đây là một tiêu chuẩn kép. Tại vì đối với em á là nếu mà mình thật sự nói về bình đẳng thì nó phải giống nhau chứ. Đúng không? Nói về bạn nó giống nhau. Thì đối với em á là không, em thấy một việc, thực ra nếu mình nói với câu rụng trứng nha thì em sẽ kiểu thực ra nó cũng ok, mọi người biết tại sao không? Tại vì á đó là bạn rụng trứng chứ không phải ai rụng hết. Nhưng mà cái câu này ghê nè, cái câu mà kiểu như trời ơi mặt anh này em chỉ muốn ngồi lên thôi. Ok, ủa tao là gì? Tao là furniture, tao là cái ghế à, tao là cái bàn mày ngồi lên à. Nhưng mà ý là sao ta? Đó, lúc đó thì thực ra mình vẫn trở lại với cái quy luật là cái chủ đích của câu đùa nó nằm ở đâu. Intention. Cái intention, cái chủ đích, thì cái chủ đích nó vẫn nằm ở một cái chuyện mà đó, mình đang so sánh người ta với một cái vật, người ta so sánh, tức là so sánh người ta với lại một cái vật thể tình dục hả? Người ta là một cái con người 3D có nhiều yếu tố, mình đập một cái bẹt xuống thành đúng một rồi, cái con người 3D đàng hoàng. Cái mặt bằng nó đã ngồi lên. Ngồi lên không có nghĩa khác, ngồi lên đen lẫn nghĩa bóng. Đúng, cái đó vẫn sai, em nghĩ cái đó vẫn sai. Và ở dù là có phái
mạnh phái yếu hay là thực ra khái mạnh phái yếu cũng là một cái từ rất là kỳ. Dù là ở ai đi nữa nhưng mà rõ ràng cái ý đồ đó nó kỳ thì nó vẫn kỳ, và em nghĩ mình được quyền nói. Mình được quyền nói là nó không công bằng. Chứ còn rõ ràng nếu mà những câu đùa nó đến từ một cái gì đó nó lành tính hơn, nó không có ý tổn thương ai, hay là nó không có tạo cho người ta một cái cảm giác không thoải mái về ngoại hình hay là không thoải mái về bản thân mình, thì những cái đó nó ok. Không phải là tự nhiên mà Nam nhận ra là những câu đùa của mình nó có tiềm ẩn những cái vấn đề. Hoặc là cũng giỡn rất là nhiều, giỡn tới độ mà cái lịch sử vi phạm trên Facebook và bị khóa Facebook 30 ngày nó dài vậy nè mấy bạn. Mà mỗi lần mà Nam muốn screenshot lại để Nam khoe cái thành quả đó của Nam là Nam phải chụp 3 lần, là bạn hiểu là cái lịch sử vi phạm nó nhiều đến cỡ nào. Thì ban đầu mình nghĩ là những cái điều đó mình nói ra mình không có ý làm tổn thương ai hết. Mình giỡn, và thường là mình giỡn về phía mình. Nhưng mà khi mà hệ thống nó scan những cái từ khóa đó, nó không cần xét tới ngữ cảnh, nó không cần biết là mình đang comment cho bạn mình, nó chỉ biết là đang tồn tại những từ khóa đó, và để cho công bằng nó phạt ngang mình luôn. Có một cái cuốn sách mà câu nói trong đó làm thay đổi cái cách mà Nam giỡn hết luôn á, đó là cái cuốn The Fault in Our Stars. Thì có một cái lời khen của cái anh nhân vật chính dành cho cái cô nữ chính là she's funny without ever being mean. Cô ấy rất hài hước nhưng mà không bao giờ xấu tính. Thì chỉ là một cái câu đó thôi mà nó nằm lại với Nam mãi mãi luôn. Tức là nếu như mà cái câu đùa của Nam nó xuất phát từ cái sự xấu tính, thì có lẽ là cái câu đùa đó không nên thốt ra. Và cái funny without being mean là một trong số những cái mà Nam tự kiểm duyệt chính mình. Và người ta có thể nhìn vô cái cách mà mình giỡn hết và cái mình nói chuyện, và người ta cho rằng nó là cái chuẩn mực và có thể làm được, thì người ta đi làm một cách vô tội vạ thì nó cũng kỳ. Còn với Trang thì sau phần này thì có một thứ như thế này, là cái câu đùa của các bạn nói với nhiều người có khả năng sẽ làm cho người khác tổn thương. Nhưng nếu như nó là một cái câu sắc chốt giữa bạn và cái người partner của bạn trong một hoàn cảnh chỉ có hai người thôi á, thì nó vẫn có thể trở nên rất sexy. Cho nên thành ra quan trọng nhất vẫn là hãy sử dụng nó một cách phù hợp. Người ta nói là gì, thiên thời địa lợi nhân hòa, đúng người đúng thời điểm và đúng hoàn cảnh, đúng không mọi người? Đó. Và cái cuối cùng đó chính là khi các bạn chốt về bản thân của mình, nó sẽ rất là dễ chịu. Tức là ok, bạn chốt về bản thân của mình thì người khác cảm thấy không có tổn thương, tại bạn đang đùa về chính mình mà. Nhưng phải nhớ, giống như là anh em đã nói, khi tụi mình đùa bản, lấy bản thân mình ra đùa luôn á, thì mình cũng phải ráng mà đối chiếu lại xem coi thật sự mình đã cảm thấy thoải mái hoàn toàn chưa. Mình đã hoàn toàn approve, mình đã hiểu được, mình đã chấp nhận được mình rồi, rồi mình mới mang nó ra để mình giỡn hay chưa. Chứ nếu mà chưa, còn nữa là thế nào đến một lúc nào đó người ta giỡn ngược lại bạn, bạn sẽ cảm thấy rất khó chịu. Vậy thì rốt cuộc cái podcast về cởi mở, nói về chuyện sex và chuyện tính dục, tại sao lại phân tích quá nhiều về chuyện hài hước? Là cái sự hài hước này giúp đỡ được lại gì cho mình trên giường cũng như trên đường? Để chúng ta cùng tới phần 3, bí quyết để biến hài hước thành công cụ hữu hiệu. Nếu như mà nói cái giường là sân khấu thì Nam nghĩ nó nên là một cái vở rom-com, có những cái pha nóng bỏng xen lẫn những cái tiếng cười vui vẻ ý nhị. Nó không nên là một cái cuộc chiến gay gắt, giật gân, máu lửa. Thì có những cái bí quyết nào để cái sự cái cuộc làm tình nó được vui vẻ, được bôi trơn trong sự an toàn không mọi người? Không, mà đúng lắm, cái trải nghiệm mà một cuộc làm tình rất là chiến tranh máu lửa là em gặp rất nhiều nha, không biết tại sao nha. Tức là em ý là hồi xưa em hay bị sốc khi mà gặp một bạn partner mà tự nhiên giống như kiểu nói chuyện ngoài cái vui vẻ ha ha ha, cái xong chỗ dùng lên giường kiểu xong kiểu ủa gì vậy, ý là và kiểu như là em rất muốn được lên giường với cái người mà em nói chuyện hồi nãy á, người đó đâu rồi, người đó đâu rồi, và mọi đây người phải thế. tự nhiên mọi người cứ luôn có cảm giác là lên đó giống như lên là sân khấu á, xong mình phải perform á, mình phải làm tốt, mình phải kiểu rất là cute, mình phải rất là dữ dội kiểu vậy, trong khi em kiểu mình có thể bình tĩnh và vui vẻ và bình thường được không ta, ý là đừng gồng nữa được không, đây đâu phải là tuổi 15 của tôi. Thì không biết nha, không biết cái đó có phải là một cái áp lực không, cái đó phải là một cái áp lực giường chiếu của phần đông mọi người, tới là với trải nghiệm của em thì đó là phần đông á. Tại sao khi làm tình á mình lại ít nói chuyện, ít giao tiếp,
Mình cứ để những cái chuyện nó xảy ra mà thật ra nói một hai câu là giải quyết được rồi, nhưng mà mình cứ ngại ngại, mình cứ lờ nó đi, xong rồi cái thành ra những cái gì diễn sau đó nó cứ chập trùng, nhưng mà not in a good way, you know. Đúng rồi. Tại sao vậy? Tại sao làm tình lại không muốn nói chuyện? Bây giờ thật ra không phải là ai làm tình cũng muốn nói chuyện nha. Nhưng cũng không có nghĩa rằng là ai làm tình thì cũng phải cười. Làm tình mà cười à? Tức nghĩa là không cần là phải luôn luôn đùa với nhau, nhưng cũng không phải là lúc nào cũng chỉ có đùa. Ok, bây giờ như thế này nè. Khi mà các bạn chưa có cảm thấy thoải mái và chưa biết mình đang làm cái gì á, thì các bạn sẽ thường quán chiếu bằng những cái gì mà các bạn nghe được và những cái gì các bạn thấy được. Cho nên là thành ra là ví dụ như là trên phim heo đi, thì mọi thứ nó... Trên phim heo mọi người có nghe idol không? Cũng có dòng phim có pha hài đầu tiên, nhưng mà nó kỳ lắm. Cái pha không, hài mà em biết, em không biết cái đó là có cố tình hài không nha, giống như kiểu mà đi tới giống như kiểu như là anh tới sửa ấm nước của em đúng không? À, kiểu vậy, xong kiểu đúng rồi, tôi tới sửa ấm nước đây, xong kiểu như ấm em rộng lắm. Mình ngồi mình cười mà sao kiểu ủa cái này tại sao cái này lại được chấp nhận vậy ta, ủa ai là người sản xuất cái phim này mà sao nghĩ cái này nó vui vậy ta, cái này mình làm sao nghĩ mà nó lại không nhưng mà không nhiều lắm nha, cái dòng này rất nhiều, cái dòng mà anh biết như, mà cô đã bị bắt kiểu vậy, ông tới lại đau quá, anh không tới lại để làm gì vậy, cô để làm gì nữa, để khám xét cái hầm này chứ để làm gì, oh my god, cứu tôi, tại sao không biết cái gu đó đâu ra, xong rồi rốt cuộc vô lại, nhưng mà vô nhắm trở lại vô phim một cái là rồi mất đi những cái hài hước. Thì là cái hài hước cần thì không xuất hiện, lúc không cần thì lại xuất hiện, kỳ lắm. Thì nói chung là bởi vậy á, cho nên thành ra là nếu như gặp bạn nào mà có những cái trải nghiệm mà họ biết họ đang làm cái gì á, thì nó sẽ dễ hơn. Những cái câu hài, những cái miếng hài lúc này nó dễ chịu hơn. Giống như là bây giờ là hồi lúc mà giả sử như bây giờ nếu như mà Trang á mà đi học để làm hài độc thoại giống như Y Lê đi, thì bảo đảm với mọi người luôn là dài show đầu tiên của mình là mình chỉ cố gắng tỏ ra rất là hài hước, mặc dù trong bụng mình run muốn xỉu. Và đôi khi người ta cảm thấy nó không có hài mà người ta thấy nó gượng vãi ra đó. Thì đó, nhưng mà rồi sau khi mà các bạn lành nghề hơn và các bạn biết mình đang làm gì, các bạn cảm thấy thoải mái với chính mình rồi, thì cái miếng hài đó nó dễ dàng đi vào trong trái tim của người nghe hơn rất là nhiều, đúng không? Không chỉ trái tim mà vô vào cái khác nữa, đúng không? Đó. Thì đó, thì theo thì hay, em thấy là trong tình dục nó cũng giống như vậy, nhưng mà chỉ có điều là những bạn được gọi là số đông á thì thường sẽ không cảm thấy thoải mái để tìm hiểu về nó, dẫn đến cái chuyện là hơi gầm gừ như vậy. Rồi khi mà quan hệ, tại sao mà có những lúc chúng ta ít nói chuyện với nhau, tại vì cũng sẽ có một số những cái kiểu người á mà họ bị thích quá mọi người. Tức nghĩa là những cái physical movement, những cái chuyển động cơ thể không thôi á, những cái cảm nhận về mặt xúc tác không thôi đã làm cho họ cảm thấy quá khích và quá thích. Khiến đến một mức độ họ cảm thấy mình không có nói được cái gì nữa. Thì cũng sẽ có một số người không có nói chuyện như vậy. Đó, cho nên là quan trọng thì nó vẫn nằm ở cái tình huống và cái hoàn cảnh như thế nào mà thôi. Và nhớ rằng là cái nụ cười của chúng ta hãy đặt đúng lúc nha, chứ đừng có để nó bị kiểu hết hồn phản cảm giữa chừng ta. Đúng. Chứ bây giờ em nói tưởng tượng thì lên ngồi giường cái xong nói được một câu không cười, nói câu thứ hai không cười, cái lúc tự nhiên bảy kia lột quần ra cái ngồi cười. Là kỳ liền, là tội nghiệp người ta. nhưng mà thật sự á, nếu mà nói là cái sự thoải mái á, đúng kiểu á, là em nghĩ á, là cái những cái khoảnh khắc awkward, là sao ta ngượng ngùng của tình dục thì nó luôn có. Nhưng mà khi mà mình có một cái người partner mà mình cảm thấy rất an toàn hay là thoải mái chung á, thì những cái khoảnh khắc ngượng ngùng đó nó mắc cười. Và chúng ta có thể cười với nhau được. Còn á, khi mà mình em đoán thôi nha, em đoán là one night stand là kiểu gặp một người mới gặp lần đầu tiên rất lạ, thì chỉ khi tên cũng nhớ khi cái khoảnh khắc ngượng ngùng đó xảy ra, hai người không ai dám cười đó. Hai người sẽ kiểu như là làm gì để cho nó qua đi đây nhỉ, xong rồi tự nhiên cái sự làm gì để cho nó qua đi đây nhỉ nó thành một khoảnh khắc ngượng ngùng khác. Xong rồi nó lôi theo một cái ngượng ngùng khác, xong rồi nó lôi theo một cái ngượng ngùng nữa, làm thành một giả bi hài kịch luôn. Tắt rồi bây giờ làm sao bật lên đây nhỉ, bật nào đó, rồi người không lên luôn, là chúa hưu cao cổ không nghe lời. thì lúc đó thì em mới thấy là như vậy thì cái chìa khóa là thoải mái, đúng không? Yeah, cái keyword chìa khóa là thoải mái. Và rõ ràng, tức là cũng giống như nãy chị nói, khi tụi em lên sân khấu á, nó cũng khá giống làm tình. Nó giống ở chỗ á, là nếu em thoải mái thì khán giả sẽ thoải mái. Thì tại vì á, khi mà chỉ cần em lên á và em
lo, em gồng, em kiểu vậy á, thì người ta sẽ tiếp nhận mình với một cái năng lượng là kiểu như gồng là luôn. Được không ta? Ý là đúng rồi, người ta hồi hộp, người ta không nghĩ là họ đang in a good hand. Đúng đúng, chính xác, chữ đó chính xác. Ờ, giống như họ chỉ cảm thấy là họ cảm thấy rất an toàn khi họ lên và gặp một cái diễn viên mà diễn viên này biết họ đang làm gì và sẽ đưa họ vào cái hành trình này như thế nào. Còn lên mà thấy chân ướt chân ráo kiểu vậy là kiểu là họ kiểu rồi này chắc chết rồi, show này sao coi kiểu vậy. Đúng vậy. Thì em thấy nó giống nhau á. Thì cho nên chính cái sự thoải mái của chúng ta nó có thể là cái mà nó mở khóa được cái gọi là cái true pleasure của mình. Yeah. Và mình phải học một cái hành trình rất dài để mình thoải mái với tất cả những cái bộ phận cơ thể. Đúng vậy. Tất cả những cái thứ mà mình đang khoe ra với người này người kia. Sau đó mình lại phải thoải mái với từng cái hành động cử chỉ của mình với một người partner. Đôi khi mình sẽ cảm thấy là ôi sao nó sượng. Đúng. À, và cái đó là em nghĩ cái hành trình bắt đầu mình sẽ mấy nước sượng, nhưng mà sau đó thì nó bước sượng dần, bước sượng rồi mặt mình dậy lên rồi mình sẽ thành diễn viên hài. Yeah. Vậy nói chung là lên giường hay là lên sân khấu mình tạo được cảm giác cho người ta yên tâm thì về cơ bản là bắt đầu có điểm cộng rồi. Cái sự thoải mái nó là cái điều quan trọng. Thì Nam vẫn nghĩ là cái sự bên đi kèm với sự thoải mái nó cũng phải có sự an toàn. Thì nếu mà chúng ta lên giường làm tình chưa cần biết có cười không, có hài không, mà chúng ta không có sự chuẩn bị về mặt sức khỏe tình dục, không có chuẩn bị sẵn bao cao su, hoặc là không có kiến thức về sức khỏe tình dục đi, thì dĩ nhiên là những cái chuyện mình xảy ra nó giống như đi trong rừng vậy đó, gặp cái gì cũng lo hết. Không, ủa chết cha, làm này có bầu không ta? Làm này có bầu không ta? Cái thứ mà mình không biết là cái thứ đáng sợ nhất. Làm này có lây bệnh không ta? Thì những cái chuyện đó bạn hãy, thứ nhất là mình thấy phải vượt qua cái dòng kiểm soát của bảo vệ đi đã. Đầu tiên là phải có bao cao su, có kiến thức, tránh thai, tránh STI, thì để thứ nhất là về mặt sức khỏe mình được an toàn. Thì sau đó là cái sự lên giường nó được chỉnh chu hơn, giống như là mình lên sân khấu thì muốn có đèn đuốc đẹp thì đèn đuốc đó phải được gì, được bảo vệ bằng cái sợi dây. Thì hãy hiểu rằng cái sức khỏe tình dục của bạn chính là cái sợi dây, chính là cái tấm rèm, chính là cái hệ thống ánh sáng, hệ thống bảo vệ để cho cái cuộc làm tình ở trên giường của các bạn nó cũng vui, nhiều tiếng cười, nhiều sảng khoái như là đi coi hài độc thoại. Mà thật ra em nói thiệt nha, đây trở lại với một câu giỡn không vui nè. Rất nhiều lần em thấy cái câu giỡn được sử dụng mục đích gì mọi người biết không? Để không xài bao. Đúng không? Giống như kiểu cái nó không xài cái kêu tụi tại sao không xài cái kiểu trời vậy nó mới sướng vậy em mới cảm thấy được hết, kiểu cảm thấy được hết gì, giờ thêm cái bao vô nó tăng được chút xíu kích thước. Ráng đi. Ý là giờ muốn nói gì đúng không? Giờ em muốn em min tại vì rõ ràng cái đó ủa đi ăn mà không bao. Đi ăn phải bao chứ. Đúng rồi. Dễ thương xíu coi. Vấn đề á là không thể nào mà lấy những cái đó ra đùa và giống như kiểu là để bình thường hóa một cái chuyện mà thật ra là nó không bình thường, nó không, mình đang không, khi bạn nói với một người là bạn không muốn xài bao tại vì nó sướng hơn, thực ra cái thứ mình đang nói là gì? Cái thứ mình đang nói là tôi không tôn trọng bạn đủ để quan tâm đến sự an toàn của bạn. Và tôi ngụy trang nói vậy tức là một cuộc nói đùa. Thì cũng rất khó khi mà vô những tình huống đó, thì những cái tình huống đó không phải là lúc nào cũng dùng cái tiếng cười để làm đúng để xua tan được. Có những cái cuộc nói chuyện nó cần sự nghiêm túc. Và cái cuộc nói chuyện về sức khỏe tình dục là cuộc nói chuyện nghiêm túc nhất mà bạn có thể có với chính mình và với partner của bạn. Nhưng mà nói chung là Nam ở nhà Nam cũng có ngồi suy nghĩ coi là có cách nào để mình đáp trả một cái câu là không muốn xài bao hay ho không, thì Nam có come up với một cái joke. Ví dụ như người đó là người trong đoàn phim hay là trong diễn viên thì họ sẽ hiểu khi mà hỏi giờ không muốn xài bao. Ok, that's a wrap. Trời ơi. Mọi người hiểu không? Cười mà hiểu không? Trời ơi, anh tính rồi. Thôi sẽ nháp đúng không? Hiểu không? Hiểu không? Đúng không? Thì đúng rồi, vậy nè, xài bao thì là wrap đúng không? Wrap a condom thì là chơi chữ. Thứ hai, that's a wrap trong một cái buổi ghi hình là kết thúc tại đây. Xong. Thì đó, muốn không xài bao với tôi phải không? Ok, kết thúc hết. Với là nói tiếng gì nó còn ghê hơn nữa. Cắt. Đúng. Thank you. Ok. Bow down to the true master. The master. Ok. Hai đọc phải. Có những thứ không vui, đúng. Có những thứ không vui và ok, em là diễn viên hào thoại, có thể nói được cái đó, em sẽ thể phân biệt được cái nào vui và cái nào không vui. Và trong tình huống này, trở lại với chuyện đó là chúng ta nên tôn trọng sự thoải mái và sự an toàn
của cái người partner, của những người gọi là người thực ra mình nên quan tâm tới họ. Dù sorry nha, nếu mà nó có thể là one night stand, có lẽ là gặp một lần cũng được, nhưng mà cái gọi là cái sự tôn trọng tối thiểu người với nhau thì nó lên phải có. Đúng không? Vậy tức nghĩa là cái sự tôn trọng, cái sự thoải mái này của chúng ta nó sẽ có một số những cái yếu tố đi kèm, bao gồm có sự tôn trọng nè, tôn trọng bản thân của mình, tôn trọng người partner, đúng không ạ? Rồi bên cạnh đó là sự đồng thuận. Và cái cuối cùng nữa đó chính là an toàn. An toàn ở đây nó có rất là nhiều nghĩa, từ tinh thần đến thể chất của chúng ta luôn. Ok, hôm nay là một cái chiếc podcast mà mình mong rằng á, là nó sẽ giúp cho mọi người có một cái nhìn nhận nó phù hợp hơn về sex joke, những cái câu nói đùa, đùa mặn mặn ở trong tình dục thì nó sẽ như thế nào. Và mình mong rằng á, và ngay cả Trang, anh Nam hay là Uy Lê, đừng mong rằng là các bạn sẽ sử dụng nó một cách phù hợp để chúng ta không có những cái hoàn cảnh tắc nắng hoặc là cảm thấy bị tổn thương bởi vì những cái câu xé chốt không phù hợp với hoàn cảnh, địa điểm và con người mọi người ha. Rồi trước khi mà kết thúc cho cái chiếc podcast ngày hôm nay á, thì mỗi đứa chúng mình sẽ đưa ra một cái key takeaway cho mọi người nghe. Thì với một người ở đây, trong ba người, tôi là người ít hài hước nhất. Không, hài lắm nha bạn. Tôi là người, nhưng mà tôi ít hài hước nhất trong ba người này. Thì đôi khi cũng không nhất thiết là phải quá hài hước ở trên giường đâu, nếu như thật sự bạn không có khả năng, bởi vì có rất là nhiều những cái yếu tố khác để chúng ta lên giường thành công. Bởi vậy là hãy sử dụng những cái gì mà mình có, những cái gì mà mình giỏi để mà mình phát triển nó lên mọi người nghe. Đừng có cố chịu đấm ăn xôi. Ok, em đúng không? Thì chắc là nãy giờ mình nói thì rất rộng, không chỉ là những cái câu đùa về tình dục không, mà nó còn là cái việc mà tôn trọng cái ranh giới về con người, về xu hướng tính dục, về cái gọi là hình thể của một người nữa. Thì là một người đối diện với cái chuyện này khá nhiều, thì em có một cái câu mà em thấy là nó quan trọng, đó là điều gì mình không làm offline thì mình đừng làm online. Tại vì có đôi khi em thấy là những cái câu đùa bây giờ nó được vung vẩy rất thoải mái ở trên mạng xã hội, trong những cái hoàn cảnh là đối diện hình của người này, hình của người có thể comment một cái câu, nhưng mà mình không biết là thực ra cái câu đó thì mình thấy nó rất bâng quơ trên mạng, nhưng mà những cái người đó người ta vẫn nhận những cái cảm xúc rất thật. Và những cái sự vui đùa đó ngày xưa có thể là chỉ trong lớp với nhau một đứa nói một câu, nhưng bây giờ khi mà có 100 người trên mạng có thể giỡn những câu như thế hoặc bị truyền cảm hứng bởi những người là bạn đó quăng miếng được thì tôi cũng quăng miếng được, về hình thể của ai đó, về xu hướng tính dục của ai đó, thì em nghĩ cái đó là một cái thứ nó rất là khó chịu, và nó đến cái ngày mà nó xảy ra với mình thì mình sẽ cảm thấy là tôi không có muốn ngửi cái cảm xúc đó một tí nào hết. Thì cho nên nếu mình không muốn ngửi cái đó thì mình đừng ị nó ra. Đó thì em muốn đúc lại cái đó thôi. Đúng là Uy Lê nói chuyện là phải có punchline, có chơi chữ, có từ khóa. Thì rất là cảm ơn bạn Uy Lê đã nói gần như là hết những thứ mà Nam muốn truyền tải trong cái chủ đề dẫn mặn này rồi. Thì cũng chỉ xin nói một điều thôi, là chuyện tình dục, chuyện hẹn hò đôi khi nó không phải là cái hành trình mà mướt mát, chân chu như mà mình thấy được cắt gọt trên phim ảnh. Nó sẽ luôn luôn có những cái giật cục, những cái bất ngờ, những cái quê quê. Thì nếu mà trong những hoàn cảnh đó mà mình có thể dùng một hai câu đùa nhẹ nhàng để xua tan bầu không khí đó đi, thì nó cũng hiệu quả hơn là mình lờ đi con do trong phòng. Nhưng hãy nhớ rằng cái sự thoải mái, cái sự tin tưởng, sự tôn trọng, sự lịch sự, đó là những cái điều mà cực kỳ quan trọng trong bất cứ một cuộc nói chuyện nào, trong bất cứ một cuộc hội thoại, một cuộc trao đổi nào. Và tình dục cũng là một cái kiểu trao đổi và hội thoại. Thì mình hãy nhớ đến những điều đó khi chúng ta muốn giỡn. Cảm ơn Uy Lê, cảm ơn Trang, và cảm ơn các bạn đã theo dõi Cởi Mở, và hẹn gặp lại các bạn trong tập tiếp theo. Cảm ơn Durex đã cho mọi người những con voi mạnh khỏe.